Vừa qua là có trong cộng đồng có một cái bản lên tiếng chung của một số vị sinh hoạt trong cộng đồng lên tiếng là gọi là tố cáo ông Nguyễn Phương Hùng và một số cái tội danh. Bà là một trong những người công khai phản đối cái bản lên tiếng chung đó. Đúng. Xin bà cho biết là lý do như thế nào và cái nội dung phỏng của bà như thế nào? Tôi á, lý do tôi phản đối bởi vì tôi là một công dân Hoa Kỳ, đúng không? Thì Hiến pháp Hoa Kỳ, tu chính án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ cho chúng tôi, cho quý vị là những người làm báo được hưởng quyền tự do ngôn luận. Mà tự do ngôn luận là gì? Chúng ta phải đi tìm đề tài, chúng ta phải đi tìm tin tức để phỏng vấn, để tìm đề tài để cống hiến cho độc giả của chúng ta những cái tin tức mới lạ. Tại sao chúng ta không có quyền đi làm cái đó? Tại sao Tổng thống George Bush đi về Việt Nam bắt tay với các vị lãnh đạo Việt Nam làm được? Tại sao Tổng thống Bill Clinton làm được? Tại sao Tổng thống Obama làm được? Tại sao Hillary Clinton làm được mà chúng ta là người chúng ta không có quyền làm? Vì vậy thì tôi nghĩ cảm rằng là cái quyền tự do ngôn luận của chúng tôi bị những cái hội đoàn, bị Trần Thanh Hiền, bị Phan Kỳ Nhơn, bị Trần Xuân Hà là Arrest chúng tôi, ức hiếp chúng tôi. Tôi không chịu, tôi phải đứng lên, tôi phản đối họ bằng bất cứ giá nào. Kể từ lúc này, tôi đã từng đi về Việt Nam mà tôi cho mọi người biết mà. Tôi cho báo Việt Cực Ly biết mọi người à. Tại sao họ không dám đụng đến tôi? Ngoài cái việc cái bản lên tiếng chung đó đó có phản đối các cơ quan truyền thông làm cái công việc báo chí phỏng vấn những nhân vật phía bên kia, thì cái tinh thần của bản lên tiếng chung đó khá nhiều cái sự tập trung vào ông Nguyễn Phương Hùng, là lý do là vì họ cho rằng ông Nguyễn Phương Hùng vừa là nhà đấu tranh cùng phía với họ và lại vừa Bây mang giờ cái áo lại nhà báo để mà nhảy. đi phỏng vấn cái viên chức các viên chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam, và lý do đó là lý do những người lên tiếng trong bảng lên tiếng chung chống đối. Bà nghĩ như thế nào ạ? Tôi đã từng đứng chung với những người chống cộng. Tôi đi trước Phan Kỳ Nhơn, tôi đi trước Trần Thanh Hiền, tôi đi trước Trần Thanh Hà. Nhưng mà kể từ khi năm 1995 và kể từ khi tôi lấy được tin tức từ bên Việt Nam, từ gia đình tôi, từ giới trẻ bên Việt Nam thì tôi đã thay đổi hoàn toàn tư tưởng. Và tôi nghĩ rằng mình muốn cho đất nước mình hơn, khá hơn, để đất nước mình được tự do, dân chủ hơn như đất nước Hoa Kỳ thì mình phải thay đổi đường lối làm việc của mình, thay đổi cái suy tư của mình, để từ cái suy tư của mình có thể mình sẽ, nghĩa là nhà nước Việt Nam họ sẽ nghe mình. Tôi biết rằng có những điều tôi nói họ cũng có nghe chứ, nhưng mà tại vì các anh muốn nhà nước nghe anh mà các anh cứ cầm cờ vàng ba sọc đỏ, anh cứ đả đảo thì làm sao người ta nghe anh được. Cái trường hợp của bà có khác với lại trường hợp của ông Nguyễn Văn Hùng. Ok. Bà là coi như là bà công khai thay đổi lập trường. Tuy nhiên ông Nguyễn Văn Hùng vẫn giữ lập trường chống cộng và đi sinh hoạt với những cái sinh hoạt chống cộng. Tuy nhiên ông qua cái lần phỏng vấn ông Lê Quốc Hùng tổng lãnh sự đó, thì là đó là cái chính là cái điểm mà những người họ phản đối và chống đối ông Hùng họ dựa vào. Vậy thì theo bà đó, cái trường hợp của ông Nguyễn Văn Hùng, ý kiến của bà như thế nào? Tôi ủng hộ Nguyễn Phương Hùng bởi vì Nguyễn Phương Hùng đã hành nghề ký giả, tôi nghĩ là cũng nhiều năm rồi chứ không phải ít. Thì với tư cách là một người ký giả, Nguyễn Phương Hùng có quyền sử dụng quyền tự do ngôn luận theo tu chính án số 1 của Hoa Kỳ. Ok, thì bây giờ sử dụng cái quyền tự do ngôn luận, mình có quyền đi phỏng vấn ông đại sứ Việt Nam, có quyền đi phỏng vấn ông tổng lãnh sự. Tại sao Lý Kiến Trúc đã từng tới Washington DC phỏng vấn ông đại sứ Việt Nam, mọi người không 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 dám đụng tới Lý Kiến Trúc? Tại sao vậy? Phải chăng vì thù oán cá nhân với Nguyễn Phương Hùng cho nên họ đã làm việc đó? À, bà có nhắc tới cái quyền của ông Nguyễn Văn Hùng làm chuyện đó, thì ở đây không ai nói là ông không có quyền cả. Tuy nhiên cái vấn đề người ta phản đối là vì cái vai trò của một người đấu tranh chống cộng với một cái vai trò của một nhà báo đối với nhiều người nó có một cái sự mâu thuẫn, Không có và sự mâu thuẫn để đối với tôi, không sự mâu thuẫn, nó là liên kết với nhau, nó cuộn vào với nhau để cái vai trò của mình, nghĩa là có giá trị hơn và nghĩa là đứng đắn hơn, chứ không lại cứ suốt đi cầm cờ rồi chờ để rồi không có được cái gì hết.
Cho nên tôi là nhà báo, tôi là một ký giả hành nghề coi coi như là được lâu năm rồi. Tôi có quyền đi phỏng vấn để xem ông Lê Quốc Hùng qua 4 năm, 3 năm ông làm việc ở Hoa Kỳ, ông đã đạt được những cái thắng lợi nào cho đất nước Việt Nam, và ông đã có mục đích là ông muốn hòa hợp, hòa giải với dân tộc hay không, với những người Việt Nam chống cộng hay không. Thì chính ông Lê Quốc Hùng đã rõ ràng đã ông muốn làm cái điều đó, và chính Lê Quốc Hùng đã từng tâm sự với chúng tôi muốn làm cái việc đó, và tôi đã từng làm nhưng mà không ai dám đến gần chúng tôi để làm cái việc đó. Và bây giờ tôi rất mừng là Nguyễn Phương Hùng đã can đảm thực thi quyền tự do ngôn luận mà tu chính án của Hoa Kỳ cho Nguyễn Phương Hùng có cái quyền đó, còn quyền chống cộng vẫn là quyền của Nguyễn Phương Hùng tiếp tục. Về mặt chuyên nghiệp thì khi một người có mang hai vai trò như vậy đó thì có khi nào cái chuyện người làm nhà báo sử dụng những cái thông tin mà mình có được khi là một nhà đấu tranh chống cộng, ngược lại trong vai trò là một người đấu tranh chống cộng lại đi sử dụng những cái thông tin chỉ có những nhà báo mới thể có được, thì khi có những cái chuyện mà đối lập về mặt thông tin và quyền lợi như vậy đó thì bà nghĩ là nó có sự mâu thuẫn giữa hai con người trong một con người hay không? Không hề có sự mâu thuẫn, vì bây giờ tôi nghĩ rằng có thể bây giờ Nguyễn Phương Hùng đã có một cái tư tưởng suy nghĩ khác trên con đường đấu tranh của Nguyễn Phương Hùng. Vì Nguyễn Phương Hùng cũng nói rằng với tôi rằng là đường lối đi biểu tình là lỗi thời rồi, tức là ta cứ tiếp tục ta đi biểu tình thì cũng như là ta ở trên ngọn đồi ta cứ tiếp tục đi xuống dốc, ta đi ngược dòng làm sao mà đi ngược dòng sông làm sao mà ta có thể sống còn được. Ta phải đi theo cái dòng sông đó để từ cái dòng sông đó ta tìm được một hướng đi mới. Bà có nói lại nhiều lần là cái chuyện mà đi biểu tình là nó là không còn hợp thời nữa. Đúng, Tuy nhiên trong hiến pháp Hoa Kỳ cái quyền biểu tình vẫn cho là biểu cái quyền tình. được tôn trọng. Có phải chăng là bà muốn nói tới chuyện là biểu tình theo cái cách hiện nay là lỗi thời, tuy nhiên cái chuyện biểu tình bản thân cái chuyện biểu tình là cái chuyện mà rất cần thiết trong Đúng một đúng cái rồi, bản thân cái chuyện biểu tình là chuyện cần thiết, bởi vì hiến pháp Hoa Kỳ cho chúng ta có quyền biểu tình, đồng thời hiến pháp Hoa Kỳ cũng cho chúng ta có quyền tự do ngôn luận. Cho nên nếu mà anh bị biểu tình thì cứ chuyện của anh, còn tôi đi gặp viên chức chính quyền nhà nước Việt Nam tôi cũng có cái quyền đó, thì không ai có quyền dẫm đạp lên cái quyền của chúng tôi là quyền tu chính án hiến pháp Hoa Kỳ cho chúng tôi làm việc đó. Tôi không dẫm trên chân họ, họ đi biểu tình quyền của họ. Ngay bây giờ họ muốn đi biểu tình trước cửa nhà tôi cũng thách đố họ. Cứ việc đi đi, tôi thách đố. vậy thì nếu mà nói về cái quyền đó, thì chúng ta có thể tóm lại như thế này: những người chống cộng thì họ có quyền biểu tình, Đúng. ông Nguyễn Văn Hùng trong vai trò của nhà báo cũng có quyền đi Đi phỏng phỏng vấn. vấn bất cứ ai ông muốn, rồi những người không đồng ý với cách làm việc của ông Nguyễn Văn Hùng cũng có quyền lên một cái bảng lên tiếng chung nào đó để mà phản đối chuyện đó, Đúng và rồi. bà cũng có quyền là phản đối lại cái bảng lên tiếng chung đó. Đúng, đúng. Vậy thì mọi người đều thực thi cái quyền của mình thì không có cái gì gọi là sai phạm gì ở đây cả. Không ai sai phạm ai cả, không ai có quyền lên án ai cả. Chỉ có FBI có quyền lên bắt chúng ta thôi. Nếu chúng ta vi phạm luật pháp Hoa Kỳ thì luật pháp Hoa Kỳ sẽ bắt chúng ta. Chứ còn cái ủy ban mà của Phan Kỳ Nhơn, của Trần Xuân Hà là một cái ủy ban đối với chúng tôi là một con số không. Đấy là không phải là một cái ủy ban do hiến pháp Hoa Kỳ tạo ra. Các anh hù dọa những người sợ các anh thôi, chứ còn tôi không sợ những người đó. Vậy thì họ cũng có cái quyền là lập ra cái ủy ban nào đó như bà nói, và cũng có cái quyền hù dọa của người ta, cũng là Đúng cái quyền rồi, của họ luôn. vì vậy tôi muốn lên tiếng rằng là hỡi quý vị truyền thông báo chí ở hải ngoại, nếu quý vị cần tiếp thêm thông tin tin tức ở bên nhà, cần phỏng vấn những người nhà nước lãnh đạo bên nhà, quý vị cứ việc can đảm đứng lên gặp những người đó đi phỏng vấn và làm việc, không sợ cái ủy ban đó, bởi vì cái đó không phải là một ủy ban do nhà nước Hoa Kỳ đặt ra.